Cái người sống mà tôi cũng sợ được chứ là ma. Nó thì ma gặp tôi vật lộn với nó luôn. Không sợ, bởi vì mình bằng nó mà. Mười sáu tuổi tôi bằng chỗ này. Mười sáu tuổi, tôi 16 tuổi là tôi thấy tôi đợi 2 gia rưỡi lúa đó. Chứ bạn ghê, bây giờ ra một thùng lúa cũng đậu không nổi, bưng không nổi nữa. Đó, hay cô biết không? Thúng nữa, thúng già, thúng 2 già đó. Đầy một thúng già lúa. Đó, bằng đạo. Bằng đạo đỡ lên đổ một mình và đỡ lên. Rồi một đời á. Bưng một cái thúng về nửa già nữa. Bưng chồng lên, bằng đạo đi. Dạ không có. 10 phần bây giờ nó tiêu hết rồi, không còn. Chị Lễ xin kính chào cô chú, anh chị và các bạn. Dạ con chào sư ông. Dạ, có một bạn nhờ con hỏi sư ông là phải sư ông đang tu trong một trong 12 khổ hạnh đầu đà của Phật tổ không sư ông? À, bằng đạo là tu không có tu là đầu đà nào cả, không có pháp môn nào cả. Dạ. Mà có nhiều người thấy bằng đạo, họ cũng nói vậy. Họ nói hỏi mình nè, bộ ông tu hạnh đầu đà hả? Bởi vì thấy cái sự khổ hạnh của mình đó. Thì họ thấy họ biết, họ biết là họ biết là rất là khổ hạnh. Nhưng mà thứ thật là tôi nói tôi không có tu hạnh đầu đà nào cả, không tu đầu đà cả, không có pháp môn nào cả, mà tôi cũng không có tu gì cả, không có tu hành gì cả. Chẳng qua là cái cuộc đời của tôi á, là ông trời ông cho tôi bố quái tôi một cái tánh, một cái bản tánh là gọi là phiền phú chi tánh, là gọi cái tánh tôi là thích đạo. Cuộc đời, suốt cuộc đời mình thích làm một cái người hiền. Đời tôi rất là thiệt thòi, ai hiếp cũng được hết trơn, ai muốn coi mình cũng như cỏ rác, rất là khổ sở suốt cả cuộc đời. Thì thích làm một cái việc hiền, làm một cái việc thiện. Thì ở thế gian này là từ nhỏ đến tôi làm phước rồi có, chứ không có làm gì ai cả. Bởi vì cuộc đời tôi không có biết buồn là gì. Mình có một cuộc an ủi nhờ thế này. Một cuộc an ủi rất là vô cùng khó quên, vô cùng đính đáng là cuộc đời mình không có làm khổ ai cả. Không có làm gì ai buồn, không có làm gì ai khổ, không có hại cả. Đó là một cuộc an ủi lớn nhất của đời mình. Chứ còn cô thấy cuộc đời mà mình làm khổ người ta thì mình làm khổ mình sao mình làm được. Khi mà mình biết ăn năn hối hận rồi đó thì cảm thấy hối hận mà ăn năn. Mà cô thấy thiếu gì trên đời này, chứ món ngon không ăn mà đi ăn củ năng. Củ năng như củ lăng thôi, là tôi ăn củ sáng còn ngon hơn á. Ăn củ sáng, ăn củ cải còn ngon hơn. Để làm chi cái chuyện tội ác rồi ăn năn hối hận, đó là muộn rồi. Bởi vì mình đời mình chịu, phải chịu thiệt thòi, phải chịu là một người rất là hiền, hiền cũng như ông Phật vậy. Là suốt đời mình không có ai dạy dỗ, không ai đốc thúc, không bữa mình làm cái gì cả, tự mình có cái tâm nguyện là như vậy, là mình là một người hiền lương. Rồi mình thích kinh pháp của nhà Phật thì mình rất là coi kinh pháp. Tôi nói gì, từ nhỏ đến kinh gì tôi cũng coi cả, mà cái kinh nào mà tôi thích á thì tôi coi hoài, coi đi coi lại hoài, coi riết thuộc lòng luôn. Nói như vậy đó. Còn cái kinh nào coi cảm thấy không hay là không thích đó. Mà kinh nào hay là thích. Mà cô biết tại sao nhà bé đó đạo sẽ là thuộc này đó. Mà bây giờ bằng đạo nói là nếu qua đây chỉ dẫn cho bằng đạo là trong vòng 5 phút thôi, bằng đạo cho 10 ngàn. Nó có thể ngày nào cũng vậy đó. Mỗi ngày bằng đạo cho 10 ngàn, chỉ cần 5 phút thôi là bằng đạo sẽ nói về anh Giang. Là bằng đạo đã đạt được một cái vấn đề anh ngữ rồi đó. Có gì vậy là sư, đạo biết sư rồi. Ông hiện tại đang học thêm tiếng Anh nữa. Học tiếng Anh, tiếng đạo Pháp cũng học, mà bằng đạo chưa có rành lắm. Bằng đạo chưa biết chút đỉnh thôi. Tiếng Pháp thì sư ông đã rành rồi. Học Pháp thì bằng đạo biết là hàng sắp 70 năm về trước đã. Nhưng mà lâu là bởi vì bằng đạo đi đuổi kinh pháp á. Bằng đạo không có dòng ngó tới nữa thì bây giờ mình nói nhiều mình cũng quên. Nhưng mà chỉ là có ai dẫn sơ qua là bằng đạo sẽ biết rồi. Dạ.
anh à, nó học lại cái lên học rồi nó không còn học nữa nè, anh đang muốn về học nè, anh ngữ rồi ha. Thưa ông, thưa ông hiện đang học thêm tiếng tiếng Anh nữa. Tiếng Pháp thì sư ông đã biết, sư ông biết tiếng Pháp nè, tiếng Thái nè, tiếng hôm trước sư ông nói tiếng gì? Thái, Bali, Ấn Độ, tiếng Sri Lanka, bắt đầu biết đủ bây giờ. Bây giờ chỉ còn biết 4-5 tiếng Anh này nữa mà, bằng Anh bằng lần nữa mà bằng đạo mà có ai dẫn bằng đạo trong vòng tích tắc rồi bằng đạo biết Anh nữa là bằng đạo biết cả 6-7 nước. Yeah. 6-7 tiếng tiếng 6-7 nước á. Vậy là sư ông đâu có tu trong 1 trong 12 khổ hạnh hả sư ông? Cái chuyện khổ hạnh đó thì nói bây giờ bằng đạo đã trải qua hết rồi. Yeah. Bằng đạo là qua 19 cái đoạn đường chiến binh. Yeah. Là từ khổ cho tới khổ. Yeah. một cái ải chó có thể là bằng đạo vừa rồi, bằng đạo sẽ chết ngay, là bằng đạo làm mang tật suốt cả một đời sẽ là tật nguyền. Bằng đạo bây giờ bằng đạo chỉ là gãy hết một cái giò là tàn phế luôn, bằng đạo còn có một giò là bằng đạo. Bây giờ bằng đạo trở thành là tôn tẩn đầy tôn ba linh. Yeah. Tôn ba linh là tôn tẩn mà là tôn tẩn cũng có một giò à, vậy hồi xưa không tôn tẩn. Yeah. Hồi đó bị bằng nguyên nó chặt hết một chân, còn có một chân rồi gây ra bằng đạo tờ xuôi đất kiến về bằng đạo cũng là bị chặt hết một chân nữa rồi. Yeah. Bị tình quỷ quái vậy nó làm nó chặt hết một chân rồi còn có một chân. Sư ông là giờ sư ông đâu có đi được, cái chân mình này đâu có đi thẳng được hả sư đi ông? Đi cái gì đây? Bây giờ ngồi làm cũng không được, mà ngồi cũng không được, không có làm gì được chứ. Đi gì? Đứng không được mà gì? Đi là phải bò, bây giờ làm con rùa. Con rùa bò 4 chân bằng đạo bò có 2 tay không à? Bây giờ con rùa với bằng đạo mà cho đi nó bò trước á. Bò theo kịp nó đâu bị có 2 cái tay, nó có 4 tay đâu mà. Nó đi 2 cái gì vậy? Con rùa nó bò bao nhiêu lắm? Yeah. Còn mình đi có 2 cái tay không phải bò phải kéo đó 2 cái giò theo, trời ơi mà. Yeah. Cái thân này nó nặng hơn cái bự của con rùa, nó nặng hơn con rùa nó. Yeah. Mà bằng đạo phải bò, chẳng phải mà bò nổi cái nước Việt Nam mình là không, chưa đủ đâu, bằng đạo phải bò 5 châu 4 bữa. Bằng đạo con rùa mà bây giờ này, con rùa nó già quá rồi, con rùa nó bự lắm, cô thấy vậy chứ mà cô chưa biết cái sức nặng của nó, sức lớn của nó đâu. Yeah. Nó nặng lắm, nó bởi vì con rùa nó bự bằng chiếc xe 13 chỗ ngồi á, bằng chiếc xe lịch á. Yeah. Chứ không phải nhỏ đâu, mấy con rùa lớn gì đâu nha. Yeah. Bởi vì con rùa này nó bò qua 5 châu 4 biển, nó bò ra tất cả hết 4-5 cái biển luôn rồi, cuối cùng là nó về một cái an nghỉ đó, là bò làm một cái biển Đại Tây Dương. Yeah. Bò còn phải con rùa phải bò qua cái biển Đại Tây Dương là trên 40.000 cây số, đó là tới một nơi ăn nghỉ. Yeah. Tới chừng đó là bằng đạo về tới đó ăn nghỉ là bằng đạo không còn gặp ai nữa. Yeah. Chắc có gặp cô vô gây còn lại biết đây kiếm được bằng đạo. Thì sư ông nói mình là một là thằng kim quy. Dạ. Yeah. Là... cô cũng biết thằng kim quy đó. Dạ hôm qua đó sư ông có nói là sư ông là thằng kim quy. Vậy là cũng quá vợ rồi, quá hay rồi, nói qua bữa nay cũng còn nhớ nữa. Dạ nhớ. Trời ơi, là cái chân sư ông giờ không có đi được một chút xíu vậy đó, chỉ một chút xíu, đơn giản một chút xíu vậy. Dạ. Mà làm tiêu cả một đời người tiêu, mà sư ông bây giờ làm phế một đời người luôn. Dạ. Tôi bây giờ tôi đó đâu phải gì đâu. Dạ. Tôi hôm đó mà tôi chưa có gãy cái giò này, cô biết là tôi bay không, chứ còn không có đi bay không. Dạ. Tôi có con ngựa sắt à. Chứ xe đạp tôi mới. Dạ. Tôi mới tôi mới là 6 bữa con ngựa sắt nữa kìa. Là sư ông là 13 triệu á, 10 triệu á. Mới lên về mấy ngày á. Dạ. Tôi lại coi sư ông là hồi đó là sư ông là đi khắp nơi, là sư ông đi trên chiếc xe đạp đó hả sư ông? Đi xe đạp rồi sư ông chở những cái xe, cuốn nói chứ xe đạp chứ mà tôi đi là không đai cho chứ là tôi quán sang đích đó. Dạ. Để đây cái lộ này nó vòng dữ lắm. Dạ. Qua quốc lộ qua bãi rồi nó trang nhựa nó lăn vô, trời ơi. Rồi. Dạ. Tôi gọi là tôi giọt hết ga. Dạ. Đi đúng có kêu bằng mấy chục ba lực là
chạy hết luôn. Mà sư ông đi đâu là đem những cái cuốn kinh này theo? Không có đi nhiều, tôi thì đây có 2-3 cuốn thôi, còn tôi cuốn thôi, tôi có cái bọc ba gai sao á, dạ rồi buộc tăng lên cái kinh, còn tôi không có đem cái gì cả. Rồi đồ để bây giờ chở cả một xe hơi là đồ của khách là vườn. Không, nhưng mà đồ hồi xưa là sư ông đâu có nhiều đồ gì. Đúng, là sư ông của khách là vườn để cúng dường không á. Dạ rồi sư ông đi khắp nơi luôn hả sư ông? Khắp dữ luôn. Rồi đi tới đâu mình dừng chân tới đó. Bằng đạo đi cả 15 nước rồi đó. Rồi vậy hồi xưa không? Bây giờ nhé, các mình còn đi nước nào gặp bằng đạo phái gì lắm, còn hơn là ruột thịt hay năm ruột. Dạ. Nó gặp nó mừng dở ghê luôn nè. Dạ. Mà nói về cái người tu, nói về tu là cái bậc tu mà bậc tăng ni, bậc là hòa thượng, cũng có nhiều người rất là sang trọng quý phái, nó có thể nha. Thấy mình tưởng thấy cô tưởng gặp là tưởng như một như hoàng tử, cũng là như một ông hoàng vậy đó. Dạ. Còn bằng đạo rất hèn, bằng đạo chỉ đơn sơ vậy thôi, mặc y như vậy đơn sơ thôi mà. Dạ. Sao ai gặp cũng phái. Tôi nói mấy thằng Mỹ á nha. Dạ. Nguyên một phái đoàn nó 25 người bên Mỹ, nó qua đi 25 người là bằng ông Mỹ nào cũng lợi bằng chụp hình đang vui đi mua không. Dạ. Mấy cô làm á, trời ơi, cô làm nào cũng lợi. Lại ôm bằng đạo chụp 5-6 bụi không á. Yeah. Trời ơi, mà mấy người kia không có ai dùng nó đâu. không có, còn mấy ông ngoài đường, mấy ông mà chư tăng kia không có ai lại chứ. Mà bu lại bằng đạo. Dạ. Yeah. Mà con thấy có nhiều không? Yeah. Hồi đó sư ông đi khắp nơi, nhưng mà dừng chân là đến chùa dừng chân hả sư ông? Nói gì là mà mình ở cái nước Việt Nam mình thì cũng có chùa, thiếu gì đâu. Yeah. Có chùa. Yeah. Mà nói gì bên nước Mỹ nước nào cũng có chùa, mà bên nước Mỹ nó cũng tu ghê gớm. Yeah. Cái người Mỹ, những cái cô đầm Mỹ với những mấy cái ông Mỹ tu, nó có thể còn cái đạo hạnh của còn hơn nước Việt Nam mình nữa. Yeah. Nó Việt Nam mình nữa thì nó bệnh nó có vẻ là nó cấp bậc nó còn cao hơn đó. Yeah. Ừ. Nó cái tu này, cô biết tu á, tu này nó cũng là học đạo đó. Yeah. mình bước vào chùa mình học đạo á. Yeah. Học đạo tu toàn là đạo giáo lý Phật pháp công tu. Cái chương trình nữa, một cuốn tài liệu như thế này. Yeah. Trong vòng học đạo mình chứ không phải là tu đó, mà trong kinh niệm Phật không nha. Yeah. Học gì cũng là học, là trong vòng đưa một cái cuốn tài liệu là học kêu bằng trong đó là 7-8 bài. Yeah. 7-8 bài mà bắt buộc mà phải học thuộc lòng. Yeah. Mà cô biết sao bài, biết mấy ông hỏi giám khảo mà hỏi cái bài nào mà cô trả lời phải. Bắt buộc phải học thuộc hết. Yeah. Trời ơi, học một tuần lễ á. Yeah. Bây giờ thứ hai tuần này là cho biết mình là thứ hai tuần tới sẽ thi. Yeah. Còn đâu dự phá thi 2 lần đạt trừ các bạn lấy bằng cấp hạng nhất không á. Yeah. Và đâu thi đầu hạng nhất á. Yeah. Ngoài nhiều đất chứ. Bằng đạo trời ơi, nói gì học khổ sở lắm rồi, chứ không phải nói gì muốn đi cày cái gì bằng đạo là không sợ, chứ nói gì học là sợ rồi. Học khổ lắm, chứ không phải nói nhưng mà học mà đơn giản là không thể nào mà học thi đậu được đâu. Dạ. Cô biết học tối ngày sáng đêm. Dạ. Trừ chỗ cái ngủ buồn ngủ quá thì thôi đi ngủ, mà hãy thức dậy cô học nữa. Mà dạ. Học cả một tuần lễ vậy thì tôi nói thi và kêu hàng cái phá thi hàng cả trăm người vậy chứ, kêu còn có chừng 20 người đó tới mình đó là quýnh rồi đó. Dạ. Yeah. Còn chừng 20 người tới mình kêu tới tôi là hầu phi phách tay rồi, hầu bất phụ tay không còn gì nữa. Yeah. còn nhớ gì nữa, chỉ là ngồi tưởng thôi. Dạ. Yeah. Tưởng vô cái đầu đề, mà tôi biết cái đề, tôi biết cái đầu đề rồi, là bắt đầu biết đầu đề rồi là tôi đọc một hơi một là xe tao bài xong rồi. Yeah, dân. Yeah. Còn bao nhiêu người học chỉ giờ trong đọc chừng dài chục tiếng là hết biết gì nữa rồi bắt đầu thôi xuống luôn.